năng đổi mới của Ngài. Xin cho các con hãy để tâm linh của Chúa kinh nghiệm đời sống đổi thay Chúa trong giây phút này, Chúa ơi, để cuộc đời các em con được lật trang một chương sự mới đời mình và đặt mình trong bàn tay Cha trên trời. Bởi Chúa đã buông tha, chúng con được chiến thắng và sợ hãi đang xâm chiếm trong lòng chúng con. Chúng con chiến thắng những bệnh tật đang cầm giữ chúng con. Trong gian của Chúa, trong thiên của Chúa, chúng con được chiến thắng bởi tình yêu sắc thương của Chúa. Chúng con nghe từ lời cầu nguyện. Chúng con đang hoang tháo những giọt nước mắt, những giọt nước mắt đã cào dâng từ lòng thương tổ, bây giờ cào dâng bởi giọt nước mắt của sự vui mừng. Tiếp nhận lòng con, con cầu nguyện để các linh chúa bước vào ban cho các em năng lượng để các em có thể hiểu lời của Chúa, tiến đến lời của Chúa, luôn giữ tâm hồn của các em lời của Chúa, cho các em can đảm tin tiên sống với Chúa trong đời một ngày hôm nay.